Hello everyone, very nice to see you. Miss Trang rất vui được gặp các con. Và hôm nay thì Miss Trang sẽ tiếp tục cùng các con tìm hiểu về nội dung học của chương trình Show and Tell 2, Unit Hello. What can you say? Lesson 13. Và đầu tiên thì các con hãy cùng Miss Trang tìm hiểu về nội dung học ngày hôm nay nhá. Ok, đầu tiên là các con có thể nghe nhắc lại và nhận biết được các từ về hình khối. Gồm có shapes, rectangle, triangle, square, star, circle. Và tiếp theo, đó là các con có thể nghe hiểu và nói được theo mẫu câu What shape is this? It's a star. Chúng ta hãy cùng vào bài nào. Look at this one. Chúng ta có thể nhìn thấy trên trên màn hình của cô có rất nhiều hình khác nhau đúng không nhỉ? Alright, and we call this one is shapes. 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 Các con lưu ý đối với từ shape của chúng ta. Shape của chúng ta sẽ bắt đầu bằng S8. S8 của chúng ta khi mà nói lên thì sẽ giống như âm s nặng trong tiếng Việt ấy. Shape. Shapes. Và ở phía cuối của từ shapes chúng ta có hai âm, đó là âm p và s. Tại sao cô lại có thêm âm ở đây? Bởi vì chúng ta có rất là nhiều hình khác nhau. Thế nên là shapes ở đây cô sẽ thêm s ở đằng sau nhé. Vậy nên khi chúng ta bật âm và nói âm của từ shapes này, chúng ta sẽ có hai âm là và s. Shapes. 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 Và shapes của chúng ta có nghĩa là hình, các hình dạng, hình khối, đúng không nhỉ? Shapes. Okay, and the next one, very easy. This one is a circle. 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 Các con lưu ý khi chúng ta nói từ circle, chúng ta sẽ hơi cong lưỡi một chút xíu đối với từ curve. Circle. Circle. Chúng ta sẽ cong lưỡi lên trên nha. Circle. Và circle của chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, đó là hình tròn đúng không nhỉ? And the next one. Oh, this is the rectangle. 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 Các con lưu ý đối với từ rectangle của chúng ta cũng có âm ừ, giống như từ circle, nên khi chúng ta phát âm thì chúng ta cũng sẽ cong lưỡi một chút xíu nha. Rectangle. Rectangle. Và từ rectangle của chúng ta thì âm đầu tiên đó là âm rect của chúng ta sẽ cao hơn một chút xíu, to hơn một chút xíu so với các âm còn lại nhé. Rectangle. Rectangle. Yes, that is very great. Okay. And the next one, we got square, square, square. Các bạn lưu ý giúp cô một chút xíu đối với từ square của cô có hai âm đầu đó là s và và phía cuối chúng ta cũng sẽ cong lưỡi một chút xíu đối với âm square. 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 Yes, và square của chúng ta có nghĩa là hình hình vuông đúng không nhỉ? Okay. And the next one, we got star. Star. Star của chúng ta ở đây chúng ta có âm s và và cũng với âm chúng ta sẽ cong lưỡi nha. Star. 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 Và star. Star.
Star của chúng ta có nghĩa là hình hình ngôi sao. Yes, very great. Okay. And the next one. Oh, we got the triangle. 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 Và giống như là từ circle và từ rectangle đối với âm L của letter, đối với âm R của letter L, chúng ta cũng sẽ cong lưỡi ở phía cuối của từ nha. Triangle. Try. Triangle. 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 Và đối với từ triangle thì các bạn lưu ý giúp cô là chúng ta sẽ nói từ đầu tiên to hơn một chút xíu so với các chúng ta sẽ nói âm đầu tiên to hơn một chút xíu so với các âm còn lại nhé. Triangle. Triangle. Ok. And this one we got. Như vậy là nếu như chúng ta muốn hỏi về một hình nào đó, đây là hình gì, thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là what shape is this? What shape is this? What shape is this? What shape is this? Yes, okay. Các bạn sẽ cùng nói lại theo câu nào. What shape is this? What shapes is this? What shape is this? What shape is this? Okay. What shape is this? What shape is this? Yes, okay. And và chúng ta sẽ trả lời theo mẫu câu is a circle. Yes, very good job. Is a triangle. Yeah, that's great. Is a rectangle. Is a rectangle. Các con lưu ý là từ rectangle của chúng ta cũng sẽ giống như từ triangle, tức là âm đầu tiên của chúng ta sẽ nói to hơn một chút xíu so với các âm còn lại. Is a rectangle. Is a rectangle. And the next one. What shape is this? Is a star. Yes, very good. Is a star. Is a star. And what shape is this? What shape is this? Is a square. Yes, very good job. Is a square. Is a square. Yeah, that's great. Okay. Và chúng ta hãy cùng nhau tổng hợp lại nội dung học ngày hôm nay nhé. How many new words did you know? You know six words, right? They are shapes, circle, triangle, rectangle, square, star. And how can you ask and answer about shapes? Yeah, you make the question. Câu hỏi chúng ta sẽ đặt câu hỏi là what shape is this? Và câu trả lời của chúng ta is a star, is a triangle, is a circle, is a rectangle, is a square, is a star. Yes, that is very great. Okay, and it's also the end for our lesson today. Let's be sure to say goodbye. See you next time.